Sáng nay tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp xã giao ngài Arnaud Kamel, Quốc vụ khanh Quốc phòng Áo, nhân dịp thay mặt Liên minh châu Âu EU tới Việt Nam tham dự lễ ra mắt sổ tay chính sách an ninh và phòng thủ chung EU phiên bản tiếng Việt. Ngài Quốc vụ khanh Quốc phòng Áo cũng là đại diện cho những người biên soạn và xuất bản sổ tay này. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cảm ơn Ngài Quốc vụ Khanh Áo đã tham dự lễ ra mắt sổ tay chính sách an ninh và phòng thủ chung EU. Đây là một trong những hoạt động hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng giữa Việt Nam-EU, phối hợp với khuôn khổ hiệp định về thiết lập khuôn khổ tham gia của Việt Nam vào các hoạt động quản lý khủng hoảng của EU, FPA, tháng 10 năm 2019, và quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và EU. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị Ngài Quốc vụ Khanh Áo tiếp tục quan tâm thúc đẩy các nội dung hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng giữa Việt Nam và EU, trong đó trọng tâm vào các lĩnh vực trao đổi đoàn, đối thoại quốc phòng an ninh, hợp tác giữa các cơ quan nghiên cứu, đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024. Khẳng định Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận các quân nhân Bộ Quốc phòng Áo sang học tiếng Việt và tham dự khóa nghiên cứu chính sách quốc phòng tại Học viện Quốc phòng. Ngài Arnaud Kamel nhấn mạnh, hợp tác giữa Việt Nam và EU trong khuôn khổ Hiệp định FPA sẽ góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới. Ngài Quốc vụ Khanh Quốc phòng Áo tin tưởng sự kiện ra mắt sổ tay chính sách an ninh và phòng thủ chung EU phiên bản tiếng Việt sẽ góp phần quan trọng vào thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và EU, đồng thời khẳng định thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Áo sẽ góp phần phát triển quan hệ giữa Việt Nam và EU nói chung.